là đôi chân kiên cố của người có thể đi đến đạo Bồ Đà. Các ông nếu có thể thọ trì Đà La Ni Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là nắm giữ tất cả Phật Pháp làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Hết quyển thứ 522.